Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Sáng nay, Hội Nông dân huyện Văn Lâm tổ chức đại hội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo làm đại hội điểm cấp huyện. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân trong huyện kết nạp được gần 2.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên hơn 20.000 người, sinh hoạt tại 11 cơ sở hội. Hàng năm trên địa bàn huyện có 4.686 hộ nông dân đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cùng với đó, các cơ sở hội đã tuyên truyền vận động hội viên tham gia đóng góp hơn 45,5 tỷ đồng để xây dựng đường làng ngõ xóm, đình làng, nhà quản trang. Vận động hội viên hiến hơn 1.200 m² để xây dựng 17 km đường làng ngõ xóm, 6 km kênh mương nội đồng, tu sửa 21 chiếc cầu, cống, đóng góp hơn 12.000 ngày công lao động tham gia làm đường giao thông thủy lợi nội đồng, phục vụ đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Sáng nay, Tổ công tác đề án 06 tổ chức họp giao ban tháng 4 nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án 06 trong tháng 3 2023. Tính đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết gần 172.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip điện tử đạt 87,7% kế hoạch. Có trên 255.000 trẻ em được cập nhật thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở. Trong đó có trên 160.000 trẻ em được cấp định danh cá nhân, căn cước công dân. Công an toàn tỉnh đã cấp trên 1 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip đạt 95,81%, đã thu nhận hơn 376.000 hồ sơ định danh điện tử, trong đó kích hoạt 197.458 tài khoản. Tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử của tỉnh Hưng Yên đạt 33,36%, đứng thứ 7 trên toàn quốc. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2023. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập 5 đoàn tiến hành thẩm định đối với hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam tại 10 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Các đoàn đã tiến hành thẩm định tổng số 855 hộ, xây mới là 525 hộ, sửa chữa là 330 hộ. Mức hỗ trợ đối với các hộ xây dựng mới là 80 triệu đồng trên một hộ. Đối với các hộ sửa chữa nhà ở, mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng trên một hộ từ nguồn xã hội hóa của tỉnh. Ngoài mức hỗ trợ của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích các địa phương hỗ trợ thêm đối với các hộ xây dựng mới, xây dựng công trình phụ từ nguồn kinh phí hợp pháp khác. Thông qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có 3 cơ sở y tế triển khai lọc máu định kỳ cho khoảng 400 bệnh nhân suy thận mãn tính. Trong đó, riêng Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đang thực hiện chạy thận nhân tạo cho 235 người. Số lượng bệnh nhân quá đông trong khi nhân lực mỏng, máy móc ít đang gây nên tình trạng quá tải về mọi mặt ở đơn vị này. Trước khi xảy ra dịch COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên có gần 200 bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên, sau khi có dịch, các bệnh viện tuyến trung ương chuyển bệnh nhân chạy thận nhân tạo về tuyến tỉnh dẫn đến tình trạng quá tải. Để đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân, bệnh viện đã phải tăng tối đa công suất máy móc, tận dụng tối đa nhân lực, thời gian. Một ngày, kiếp bác sĩ điều dưỡng chạy thận nhân tạo phải làm 4 ca, thậm chí có ngày phải chạy ca 5 đến 4 giờ sáng. Cả khoa có 30 máy chạy thận nhân tạo thì 4 máy bị hỏng. Lực lượng mỏng, máy móc ít, lâu ngày xuống cấp khiến việc bảo đảm công tác điều trị cho bệnh nhân rất khó khăn. Sở Du lịch tỉnh Bình Định vừa khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế năm 2023. Nhiều người dân và du khách thích thú khi nhìn thấy những khinh khí cầu cỡ lớn ngay tại quảng trường thành phố Quy Nhơn. Trong lễ khai mạc, 4 khinh khí cầu cỡ lớn được nâng lên khỏi mặt đất để người dân chiêm ngưỡng, check-in. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế năm 2023 được tổ chức từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 tại quảng trường thành phố Quy Nhơn. Du khách đến với lễ hội sẽ được chiêm ngưỡng số lượng lớn khinh khí cầu đủ màu sắc, kích thước và chủng loại. Đơn vị tổ chức đã bố trí 10 khinh khí cầu với đường kính từ 25 đến 28 mét, bay cao từ 300 đến 500 mét, có thể chở 2 đến 3 du khách bay cùng phi công để trải nghiệm cảm giác ngồi trên khinh khí cầu, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của thành phố biển Quy Nhơn bằng hình thức bay tự do hoặc bay neo tại chỗ. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 5, Hải Phòng tổ chức phạt nguội đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các nút giao thông đã triển khai hệ thống camera. Việc tổ chức phạt nguội
bắt đầu triển khai từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các nút giao thông đã triển khai hệ thống camera theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an. Công an thành phố cũng rà soát trang thiết bị sẵn có tại đơn vị để bố trí cho phòng xử lý hình ảnh tại Công an thành phố, đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật. Sở Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch, tín hiệu giao thông, đảm bảo đúng quy định. Ngày 25 tháng 4, Việt Nam ghi nhận một ca tử vong do COVID-19 ở Nam Định. Đây là ca tử vong thứ hai kể từ đầu năm 2023 đến nay. Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, nước ta ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19. Theo Bộ Y tế, ngày 25 tháng 4, Việt Nam có 2.501 ca mắc mới COVID-19, cao nhất trong hơn nửa năm qua. Số bệnh nhân đang thở oxy là 145 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 116 ca, thở oxy dòng cao HFNC 7 ca, thở máy không xâm lấn 2 ca và 20 ca thở máy xâm lấn. Ca tử vong hôm nay được ghi nhận ở Nam Định. Trước đó, ngày 22 tháng 4, ghi nhận một ca COVID-19 ở Hà Nội tử vong. Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19, tập trung ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao. Mặc dù đã có hơn 450 tuyến phố của Hà Nội được hạ ngầm các viễn thông, điện lực, thế nhưng tình trạng mạng nhện vẫn giăng kín lối tại các con đường, tuyến phố nhỏ, ngõ ngách. Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã nỗ lực thực hiện ngầm hóa mạng lưới cáp điện lực viễn thông. Tuy nhiên, tình trạng những bó dây điện, dây cáp ngổn ngang chằng chịt vẫn còn tồn tại khá phổ biến tại những con phố nhỏ, trong ngõ ngách và các khu dân cư, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với người dân. Như tại phố Định Công, quận Hoàng Mai, phố Đê La Thành, quận Đống Đa, tình trạng đường điện, đường viễn thông chằng chịt, nặng xà xuống cả vỉa hè vẫn chưa được xử lý. Nếu có bất kỳ tình huống gây chập điện, gây cháy nổ, rất dễ gây nguy hiểm cho người dân xung quanh. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức thông tin liên quan vụ hành lý 4 tiếp viên hàng không có ma túy, đến nay đã khởi tố 65 bị can. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một người Việt Nam lưu trú tại Pháp sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuyếp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng. Lợi dụng người Việt Nam học tập định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Đã khởi tố tổng cộng 22 vụ án, khởi tố 65 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm. Để cụ thể hóa các cam kết ngăn chặn và đảo ngược tình trạng mất rừng và suy thoái đất, Nghị viện châu Âu EP mới đây đã thông qua luật mới cấm nhập khẩu các hàng hóa bị cho là liên quan hoạt động phá rừng. Các sản phẩm chịu sự điều chỉnh của luật mới là thịt gia súc, cà cao, cà phê, dầu cọ, đậu nành, gỗ, giấy in, cao su, than củi từ các nước trên thế giới. Các sản phẩm thuộc nhóm hàng hóa nêu trên nếu liên quan đến hành động phá rừng sẽ bị cấm nhập khẩu vào EU. Nhà chức trách EU sẽ thực hiện các quy trình kiểm tra tùy theo xếp hạng mức độ nguy cơ vi phạm của quốc gia xuất khẩu. Các công ty vi phạm sẽ bị phạt nặng với mức phạt lên tới 4% doanh thu thường niên tại một nước thành viên EU. EP dẫn thông tin từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho hay, từ năm 1990 đến năm 2020, có tới 420 triệu hecta đã được chuyển đổi từ đất rừng sang mục đích nông nghiệp. Các nhà nghiên cứu tại Anh đang phát triển công nghệ enzyme nhằm sản xuất nhựa sinh học. Giải pháp này còn giúp ngành công nghiệp hóa chất toàn cầu chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để bảo vệ môi trường. Hiện nay các sản phẩm nhựa mà cộng đồng sử dụng đều gây hại đến môi trường do tính chất lâu phân hủy, kéo dài hàng trăm năm. Tuy nhiên, công ty sinh học Fabric Nano đến từ Anh khẳng định có thể biến thực trạng đó trở thành dĩ vãng. Công ty không công bố về quy trình sản xuất cụ thể, nhưng các sản phẩm tạo ra được cam kết không sử dụng các thành phần nhiên liệu hóa thạch. Thay vào đó, Fabric Nano sử dụng protein để sản xuất bất kỳ hóa chất nào cần thiết, kể cả nhựa sinh học thân thiện với môi trường. Quá trình sử dụng protein để tạo ra các hóa chất không phải là mới, nhưng Fabric Nano cũng đang hướng tới việc thiết kế các enzyme có thể tồn tại trong quy trình sản xuất công nghiệp. Thay vì diễn ra tại một sân vận động như truyền thống ở các kỳ Olympic trước, lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè 2024 sẽ được tổ chức trên dòng sông Seine thơ mộng ở thủ đô Paris của Pháp. Và những chiếc thuyền chuyên vận chuyển khách tham quan của thành phố hoa lệ này sẽ chào đón các vận động viên đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự lễ khai mạc.
Theo Ban tổ chức Olympic Paris 2024, trong lễ khai mạc, các vận động viên sẽ di chuyển trên sông Seine bằng thuyền và người hâm mộ sẽ đứng cổ vũ dọc bờ sông. Buổi lễ khai mạc sẽ giới thiệu đầy đủ về các môn thi đấu của Thế vận hội và các danh thắng mang tính biểu tượng của Paris. Cuộc diễu hành của những chiếc thuyền sẽ diễn ra trên đoạn sông kéo dài 6 km. Ban tổ chức ước tính sẽ có tới 600.000 khán giả trực tiếp theo dõi buổi lễ khai mạc từ hai bên bờ sông Seine và các địa điểm lân cận. Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 tới ngày 11 tháng 8 năm sau. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.